Một cái cửa hàng xe máy của ông anh tình thương Viễn Thương, nói là anh rất chi nhiều xe nha. BMW, CL, CD125, rất là nhiều siêu phẩm. BMW G50 sản xuất 1958. Cái khóa của nó nghe thấy gớm này này. Đúng. Khóa của Đức sản xuất nó vậy đấy. Đấy, khởi động là phải bằng tay nhá, nhẹ nhàng thôi. Thì như con này là 850 triệu, con này cũng 800 triệu. Con này sản xuất năm 1989 nhá. À, 89 hả? Một chủ từ đâu ở quận 1, giá 240 triệu này. Rồi, thế thôi. Mà chiếc này thì mình đổi được chiếc Vios, nhưng mà sau 5 năm thì chiếc Vios chỉ bán 100 triệu. Thế thôi. Nhưng mà sau 5 năm chiếc xe này có thể lên 400 triệu. Dạ vâng. Đó, đây là cái tài sản, nó phải cái tiêu sản nữa rồi. Những chiếc xe mà mình có tiền mà mình không giải quyết được vấn đề, quan trọng là cái duyên đến với nhau được, thì đôi khi là cái tiền nó không quan trọng, nó quan trọng cái tình để chơi xe nữa. Mình phải theo ông chủ ấy, là hết 5 năm mới mua được nó. Nên là khi mà mua được là bê cả tủ kiếm của ông luôn, về trưng luôn. Con này bây giờ anh bật mí nó giá tầm 20.000 đô. Không, con này anh bán 50.000 đô. Con này sản xuất 1963, trước cả 67 luôn đó. Mới chưa xài luôn, mình đặt là 360 triệu. Còn trên thị trường Việt Nam thì 67 rất là nhiều, mười mấy triệu cũng có, 200 triệu cũng có, 1 tỷ cũng có. Giá đến 3 tỷ cũng có. Nên là nó theo cái phần khúc của cái người đam mê và người chơi và người hiểu thực sự về chiếc xe. Okay, xin chào quý cô chú và anh chị đã quay trở lại với kênh Xế Cỏ Trường Vlog ạ. Thì hôm nay em sẽ dẫn cô chú và anh chị đi quay một cái cửa hàng xe máy của ông anh tình thương Viễn Thương. Người nói là anh rất là nhiều xe nha anh chị, trong quá dòng BMW này, CL này, CD125 rồi, nhiều lắm anh chị, anh ấy đam mê lắm. Đây, thì anh chị theo chân em nhá. Dạ. Đây anh chị, gặp dân chơi đang dọn dẹp đây. Hello anh. Nằm mới gặp idol đây. Đây, ok. Chơi idol TikTok. Để em gắn cái mic vào đây tí anh nhá. Ok. Sau em nghe mấy anh em bảo anh có xe nhiều lắm, thế là hôm nay bảo qua chơi anh Long này, trong một trong những anh em thân thương các bạn chơi xe cổ khá nhiều, mình cũng hay liên hệ với anh ấy chơi xe cổ, anh em cũng giao lưu một số loại xe. Thì hôm nay có dịp lên cửa hàng ấy thăm anh ấy, xem thăm anh ấy và cũng coi như là nhân tiện đi xem xe, hỏi một số xe, bảo này nhiều siêu phẩm lắm mà không biết xem siêu phẩm như thế nào anh chị. Rất là nhiều siêu phẩm. Nhiều siêu phẩm anh. Đúng như rồi. Con này là con gì đấy anh? Con này BMW G50. G50. Sản xuất 1958. 1958 đến nay là 2018 là 50 năm, 50 năm, 18 là 50 mấy năm rồi có đâu nữa. Rồi, gần 60 năm rồi. Năm 16 năm rồi, 56 57 năm rồi anh chị. Con xe 56 57 năm lâu anh nhỉ. Xe này động cơ bao nhiêu phân khối anh? 500 phân khối. 500 phân khối mà em nghe nói bảo cái xe này nó nhẹ lắm phải không ta? Nhẹ. Đạp nhẹ tênh ấy mà. Nhẹ tênh à. Đúng rồi, em nhẹ, nghe mấy anh em bảo đạp nhẹ lắm, cái số nó nhẹ lắm. Lấy tay đạp cũng nổ luôn mà. À đấy hả? À hay quá nhỉ. Nhẹ lắm. Cái xe này là mấy số anh? Xe này 5 số. 5 số hả? Khóa đây phải không ta? Có vấn đề được không anh? Không, không có vấn đề gì. Ý là có đề được. À bây giờ nó nổ. Cái này chỉ có đạp thôi. À cái đạp à? Anh nổ máy thì phải để. Cắm xuống cắm xuống hay quá nhỉ. Mở sang này. Để trong nhà này anh. Sao thấy cái khóa của nó nghe thấy gớm nhỉ này. Đúng. Khóa của Đức sản xuất nó vậy đấy. À, đồ Đức thì là bền rồi, siêu bền nhỉ. Phải động nhẹ lắm nhưng phải để cho xuống xăng lại nghe. Xuống xăng. Cái con này em nghe nói là cái nhịp nổ nó nhẹ lắm phải không anh? Nó kiểu như đấm bốc ấy phải không? Nhẹ nhàng, như đấm bốc. Máy con này máy ngang cái gì? RS-2. Đấy. Đấy. Để cho xuống xăng tại vì khóa xăng ấy. Cái tiếng máy nó nghe kiểu gọi đòn của anh nhỉ? Tiếng máy nó như kiểu là... gọi đòn quá nhỉ? Tiếng máy gọi là kiểu như muốn tắt máy đây em đi đấy. Kiểu như là muốn tắt máy đi rồi mà máy nó vẫn nổ đúng không? Nhẹ. Nổ rồi nhẹ lắm. Đấy. Ý là tại sao mà cái nhịp xe nó lại nổ cứ bịch đó là thiết kế là động cơ boxer, boxer nên là tiếng máy nó sẽ bật như kiểu tiếng chày á, tiếng chày trên sóc bom bom đấy. Dễ nổ lắm, nhanh nhanh. Con này mở sang rồi dễ nổ này. Đấy, anh ấy... khởi động là phải bằng tay nhá. Khởi động bằng tay được các bạn ạ. Nhẹ nhàng thôi. Khá là hay đấy, khởi động tay. Động cơ thì rất là êm. Cái xe này cái khóa này nó hay nhỉ. Đây, đây nha các bạn, ví dụ như thế này, kéo cái này ra phải dùng hai tay mở, ấn xuống là mở. Rồi đấy, còn tắt là kéo lên này. đã tắt máy. Đấy, khá là hay các bạn. Thế này, còn cái con này hình như là em thấy nó cũng phải BMW phải không anh? Đúng rồi, cũng BMW. Con này giờ 50. À giờ 50 hả anh? Con này 50/2. Con này là 50. Như ví dụ như những cái xe này thì giá trị nó tầm bao nhiêu tiền đây anh? Giá trị thì như con này là 850 triệu. 850 triệu. Con này cũng 800 triệu đó. 800 triệu vâng. Nhưng mà cái con hai con này thì nó khác nhau ở cái gì anh? Đời trước đời sau hay thế nào? Con này sản xuất năm 1957. À sâu hơn con này. Đúng rồi, con này 58. Nhưng con 57 này là sản xuất thị trường Mỹ lúc đấy dành cho Tây á. Bình xăng là to hơn. Bình xăng này chắc phải 5-60 lít đấy nhỉ? 47 lít. 47 lít rồi. Bình xăng gớm nhỉ, bình này chắc phải được 30 lít nhỉ. Bình này 32 lít. Mình 32 lít. Đó, mình đoán gần đúng rồi các bạn. Trong đây có thêm một em gì đây anh nhỉ? Xe này xe đỏ này, xe CL50. CL này ngày trước em cũng có một chiếc. CL50 này chắc nó sản xuất đến đời 2001 là dừng sản xuất nha các bạn. Cái con CL50 này sản xuất. Và cái con xe này thì giấy tờ như thế nào đây anh? Giấy tờ chính chủ tên mình luôn rồi. À chính chủ tên anh hả? Xe này là nguồn gốc là ngày xưa nó là hải quan hay là thanh lý anh? Cái xe này nguồn gốc xe này chỉ có thanh lý thôi. Thanh lý thôi à. Thanh lý hải quan nhưng mà sang tên được tất cả mọi miền Tổ quốc. Xe là số khung số máy zin này. Số khung số máy zin không có sang tháp gì hết. Không sang tháp. Sang tên tất cả mọi thứ luôn. Dạ. Anh em thấy ở trên kia có con cái gì kia eco no gì gọi phao đúng không? DD xanh đấy. DD xanh. Việt Nam mình gọi là DD xanh. Dạ DD xanh. Con xe đấy thì tình trạng như nào nhỉ? Tình trạng cũng có tuốt dọn một vài vấn đề đối chỗ rồi khoảng xe dọn sơn rồi. Dọn mất khoảng 30% rồi anh em. Máy thì zin. Dọn được 30% rồi. Đúng rồi. Xe này ui rồi nên hình là quá đẹp luôn anh ạ. Lên trưng bày đẹp. Cũng hiếm lắm đấy. DD xanh là hiếm lắm á. Đúng đời luôn. DD xanh ít. Vâng. Đúng đời. Còn cái con DD này là năm bao nhiêu anh nhỉ? Sản xuất năm bao nhiêu anh? DD này sản xuất năm 82. 82 hả? Rồi những cái đùm niềng đồ đùm niềng là zin hết. Đùm niềng là zin hết hả? Ốc ác đồ đi trên xe sao anh? Zin hết luôn. Dọn là gọi là về nguyên bản đấy đúng không anh? Dọn về nguyên bản đấy. Dọn về nguyên bản đấy. Vâng. Thế ở dưới đây còn nhiều quá nhưng thôi ta cứ lại review xem mấy con ở trên nó xong anh nhỉ? Như cái xe này thì sao đây anh? Con này là Dream 120 này. Dream 120 anh. Con này sản xuất năm 1989 nhá. 89 hả? Một chủ từ đâu ở quận 1. Dream 2 chỉ từ đâu. Dream nhé các bạn, được sản xuất đầu tiên năm 1985 nhé các bạn. Dream đời đầu là không có đề và những năm sau thì nó phát triển ra là có đề, Dream tem lửa đó các bạn. Đó, và đây là con Dream 2 Dream đỏ này, một trong những con xe mà cũng khá là ít ở trên thị trường Việt Nam. Nói chung ngày xưa thì nhập về khó để đến bây giờ mà những con xe nó còn đẹp ấy thì nó cũng rất ít. Con xe này thì nó cũng tương đối nha các bạn. Nó tương đối thôi chứ nó cũng không có hàng xuất sắc nên thế là cái giá cả nó cũng rất chi là mình nghĩ là nó cũng vừa phải. Để mình hỏi anh chủ để xem giá nó bao nhiêu. Anh cái giá con này nó bao nhiêu? Giá này 95 triệu. 95 triệu giá thì tầm này thì về chính chủ hết rồi phải không anh? Chính chủ hết luôn. Những cái giấy tờ là bây giờ có phải chờ đợi ký kết rồi hay như thế nào không anh? Không, bây giờ xe này chính chủ tên cửa hàng rồi nên là anh em mua cái là xuất hóa đơn, cái là đăng ký liền. Trong đây thì như em thấy có một con xe cúp phải không anh? Đấy là 8250 ngôi sao đấy, màu xanh hy vọng đấy. Ngôi sao màu xanh hy vọng đấy. Ngày xưa là một thời gian khó là kiếm xe đấy là cực kỳ đấy. Dạ, con này là một thời gian khó đấy. Đúng rồi. Con này là bây giờ là không biết là tình trạng của xe nó mới còn bao nhiêu phần trăm anh nhỉ? Xe này mới 90%. 90% hả? Nước sơn thì không biết như thế nào. Zin luôn, 100%. Xe zin 100% luôn. Nước sơn zin 100% hả? Ô đô có 1000 mấy cây số thôi anh em. Vậy hả anh? Đúng rồi. Hơn 1000 cây số thôi. Ô đô có hơn 1000 cây số đấy hả? Đúng rồi. Xe này víu quá nhỉ. Một chủ từ đầu luôn, hải quan. Em này thì không biết nếu ví dụ mà các đại gia mà muốn sở hữu em nó thì giá cả sao anh? 125 triệu. 125 triệu anh. 125 triệu để cho con xe này thì theo em nghĩ thời điểm này thì chắc nó cũng xứng đáng thôi, nhưng mà nếu mà cái giá đấy thì đúng là chắc cũng chỉ có anh em đam mê chơi thôi phải không anh? Đúng rồi, những anh em nào đam mê mà ngày xưa không có được thì bây giờ mà sẽ có nó. Nó là xanh ngôi sao mà. Một thời ngày xưa là xanh ngôi sao là rất là quý hiếm nha. Thế còn anh Long nghĩ sao về cái vấn đề mà các anh em bảo mấy thằng khùng mới mua xe này, rồi là những cái xe này thì tao đi mua cái xe 4 chỗ để tao ngồi cho sướng hơn chứ đi mấy cái xe này làm gì, nắng mưa đến đầu thì sao anh? Họ chưa hiểu cái giá trị siêu tầm của những chiếc xe này. Vì ngày xưa làm ăn khó khăn để sở hữu được những chiếc xe này là mấy chục cái vàng đâu có dễ. Nhưng bây giờ kinh tế nó hội nhập rồi anh em mình, những vị khách mà kiếm ra tiền á, thì với những chiếc xe đã mua đến 500 1 tỷ á, thì nhà họ có những xe hơi vài chục tỷ rồi. Vâng. Còn những anh em mà đam mê mà chưa có điều kiện thì có thể xem chơi, nhưng mà không được nên bình luận là mua xe hơi là ô tô. Mỗi một người có niềm đam mê khác nhau. Em không biết anh Long gặp nhiều hay chưa, nhưng mà em gặp một số trường hợp là có một số anh em chơi xe cổ nhá, họ rất chi là kín tiếng, họ giữ, họ tức là xe mà vào đến nhà là vào đến nhà họ thôi, chứ không họ không cần ai biết đến hết đấy. Những con xe mà vài tỷ bạc không phải đơn giản đâu. Có nghĩa là anh bán xe cổ năm nay là mấy chục năm rồi, nhưng có những vị khách mà chơi xe cổ ấy là xe mà đã đến cổng rồi ấy, là không ai biết là xe ở đâu, và rất bao giờ không ai được biết thông tin, gọi là chìm thông tin luôn. Và những chiếc xe cổ mấy tỷ bằng căn biệt thự họ cũng sử dụng luôn. Và anh biết rất nhiều những vị khách mà đã có những sở hữu những dàn xe mà mấy chục tỷ ấy, chứ không phải là 1-2 tỷ nữa. Em nhiều hồi cũng muốn quay cái tư liệu cho anh em xem về những cái vị khách đấy, nhưng mà tới thì mấy anh bảo thôi chắc em đừng quay, anh em mình giao dịch thế được rồi. Kín thông tin. Còn cái nhiều chủ ấy thì là như này, ví dụ mua xe bảo là em ơi anh gửi cho mày mấy chục triệu nên mày tìm hộ anh con xe này đẹp hay xấu như nào, giá cả như nào thương lượng, nhưng anh cứ gửi trước cho mày để mày có thời gian mày bỏ thời gian mày đi tìm hộ anh cái. Đúng rồi đấy. Dạ, nó có nhiều vị khách rất hay. Có những vị khách đấy là họ rất là đam mê, nhưng mà họ để tìm kiếm ra chiếc xe đó thì họ không đứng ra được, họ sẽ lộ thông tin. Nên là siêu tầm và giá trị cao họ không muốn lộ thông tin. Họ không cần biết cho người khác biết họ là ai, họ chỉ cần biết là họ có tiền, họ sở hữu thôi. Nên là họ rất là kín thông tin. Nên đi với cả cái cảnh mà đi mua của xe với anh đại gia đôi khi nó cũng rất vui nhá, thú vị, rất thì thú vị đấy. Anh ấy em không biết anh có gặp hay chưa, nhưng mà em gặp nhiều trường hợp ấy, anh em cảm thấy quý hữu duyên, anh ấy ok đằng đẹp mà nhiều người mình năn nỉ mãi không bán, anh ấy không đơn giản đâu. Có tiền mà không giải quyết được vấn đề anh ạ. Có những chiếc xe mà mình có tiền mà mình không giải quyết được vấn đề, quan trọng là cái duyên đến với nhau được, thì đôi khi là cái tiền nó không quan trọng, nó quan trọng cái tình để chơi xe nữa. Như em bảo ví dụ như cái xe này đi, em hỏi anh là ví dụ như cái xe này thì tầm bao nhiêu tiền? Như cái xe này thì giá 240 triệu này. Rồi 240 triệu thì bây giờ ra có thể mua được một chiếc AH mới đấy. Hai chiếc chứ. Nếu AH Việt Nam mới là 2 chiếc. AH Việt Nam mới chiếc. Ví dụ như là nếu mà ông có 1,2 tỷ là mua được 10 chiếc đây đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà có 240 triệu thì bây giờ đến 10 năm sau để mà mua chiếc này 240 triệu chắc em nghĩ là không có. Đúng rồi, không có. Nên thành ra đấy là cái giá trị sưu tầm anh chị ạ. Giá trị sưu tầm theo thời gian chứ không phải đơn giản đâu. Còn như là chiếc xe này đổi được chiếc Vios này. Vios mà giờ độ 2015, 2016 thì khoảng 230, 240. Đấy thế thôi. Mà chiếc này thì mình đổi được chiếc Vios, nhưng mà sau 5 năm thì chiếc Vios chỉ bán 100 triệu. Thế thôi. Nhưng mà sau 5 năm chiếc xe này có thể lên 400 triệu. Dạ vâng. Đó, đây là cái tài sản, nó phải cái tiêu sản nữa rồi. Mình cũng không cần phải nó lên hẳn 400 triệu nhưng nó đã giữ giá là thấy hay rồi. Đúng rồi. Về nó là tài sản không phải là tiêu sản nữa. Nó chỉ cần giữ giá thôi là hay rồi chứ không phải đơn giản. Chỉ cần thấy mấy năm sau vẫn bán 240 triệu là ok rồi chứ không phải đơn giản. Anh Long cũng bận khách hàng nhiều quá. Thế anh giới thiệu giúp em cái con này là con xe gì đấy anh nhỉ? Con này cũng Bentley, CD Bentley. CD Bentley. Sản xuất năm 2000 này. Xe này mình có nhận cọc của khách rồi. Con này mình bán. Con này 201 202 chứ anh? 2201. 201. Con này mình bán 400 triệu rồi nhá. Con này anh bán ở Zalo rồi anh. Còn cái con xe này thì thấy đẹp quá nhỉ? Con này này. Con này sản xuất năm 1991 này. 91 zin nguyên con luôn. Zin nguyên con. Con này thì chắc phải hàng sưu tầm phải không anh? Con này hàng sưu tầm. Dành không dành cho nhiều anh em số đông lắm. Mình phải đam mê thực sự vì nó sản xuất năm 91 mà năm nay là 40 năm rồi. Ba chục năm rồi, hơn 30 năm rồi mà còn nguyên zin. Em thấy bên kho của anh hầu như là Honda là phần lớn phải không anh? Đúng rồi. Anh đam mê về Honda với cả BMW. Chỉ có 2 hãng đó thôi. Để mà bảo mình mới vào trong đây mình bảo nhiều siêu phẩm quá các bạn ạ. Nhiều siêu phẩm quá nhưng mà nó ở phân khúc nào và những dòng nào thôi. Ví dụ như đây một cái con xe đóng ở trong tủ kính này, mình không biết là ý đồ của anh ấy trong những năm tới với con xe này như nào đây này, không biết là ý đồ này. Cho anh tháo này đi được không anh? Cái con xe này này là kỷ niệm của nó là mình phải theo chủ ấy, hết 5 năm mới mua được nó. Mà mình đam mê xe CD này là cả chục năm rồi. Mà để kiếm được một chiếc xe này đẹp và mới như này ấy, thì không có nữa. Phải đeo với ông chủ xe là 5 năm mới mua được. Nên là khi mà mua được là bê cả tủ kiếm của ông ấy luôn, về trưng luôn. Cái này là chắc là anh ấy âm mưu đấy các bạn ạ. Đôi khi là tiền thì nó không giải quyết, nhưng mình nghĩ rất nhiều tiền thì các bạn cứ tới tham khảo anh Long cái đấy vấn đề mình không biết, rồi bảo tiền này mà mua con xe này chắc mình không có, nói chung xe vài trăm thì mình vẫn chơi thôi, nhưng mà con xe này mình nghĩ giá trị nó cũng cao đấy, cũng rất chi là cao đấy, nó cũng nằm Xe này đó, nếu mà đứng ra là đứng top Việt Nam. Top Việt Nam. Số 1. Tầm 1 Việt Nam. Con này bây giờ anh bật mí nó giá tầm 20.000 đô. Không, con này anh bán 50.000 đô. 50.000 đô. Mà có người trả 45.000 đô nhưng không bán nha. Nhưng mà chưa tới đấy. 45.000 đô. Đang mình đúng giá 50.000 thì 50.000 đô. 50.000 mới cho bê cả tổ. 50.000 đô thì đâu đấy hơn một tỏi đấy các bạn. Hơn một tỏi các bạn cứ mang lên. Tiền Việt Nam cũng được nhưng mà cứ quy ra tầm 50.000 là được các bạn. 50.000 đô. Đôi khi các bạn mạnh dạn lên 49.000 chắc các bạn bán thôi, không sao hết, bình thường, anh Long ấy thoải mái mà. Và đây nữa anh chị ạ. Đây, ngăn chút đi ra đây đi. Đây nữa anh chị ạ, đây lại còn một cái siêu phẩm ở trong đây nữa. Đấy, bây giờ em nên thành ra nãy giờ em mới bảo là không biết thế nào là siêu phẩm và không siêu phẩm. Đúng bởi rồi. Vì nó có nhiều phân khúc anh chị ạ, nó nhiều phân khúc quá. Trong phân khúc giá lắm. Trong cái xe thì trong cái cửa hàng đấy nhiều phân khúc quá. Đấy. Anh Long anh là một trong những người cái gu chơi giống em chị ạ. Anh cái gu chơi giống em, chơi CD Bentley rất nhiều và em cũng là một trong những người chơi CD Bentley. Đấy thì đây là trước khi vào cái con 67 kia là em thấy cũng ưng mắt rồi đấy, không đơn giản đâu, con 67 rất chi đẳng cấp đấy, con 67 cực khủng đấy, nhưng mà mình vào cái con xe này đi. Con xe này là con gì đấy anh nhỉ? S1. S1 hả anh? Đúng rồi. Con này sản xuất năm bao nhiêu anh? Con này sản xuất 1963. À, 63 trước là 67 luôn đó. 63 chứ 67. 1963. Con này cái dáng ngồi của nó giống xe 72 nha anh chị. Đúng rồi. 68 nữa. Con này gần giống 72 với cả 68 vô vắt. Đấy. Khá là đẹp anh nhỉ. Con xe này nó cơ bản là thấy nó cũng đều anh nhỉ. Con này nguyên bản. Cái yên này thì là yên zin hay là sao đây anh? Cái này yên zin mới chưa xài luôn, mình đặt một cái yên mới chưa xài về cho nó luôn. Yên cũ nó bị mèo cào nên đặt một yên mới luôn. Đẳng cấp quá nhỉ. Đặt hết 27 triệu. 27 triệu. Cái yên này bây giờ mua được cái yên mới này để mà anh với chị biết không? Yên mới này mà nhiều anh không dùng, anh để nguyên cả bọc luôn, bọc lại anh treo lên thôi, không dùng. Cũng vậy cũng nghiệt, nhất là cái rè 67 anh chị. Không xài để treo lên thôi, cũng sợ nứt rè sau 67 anh chị, cũng đơn giản đâu. Con xe này thì ví dụ như anh em mà hữu duyên mà gặp mà giao lưu được nhau thì sao anh? Con này nếu mà anh em hữu duyên gặp mà giao lưu được với nhau thì là 360 triệu. 360 triệu. Xe mình đứng tên luôn, anh đứng tên luôn. Không có chờ thời gian gì nữa đấy. Không có chờ thời gian gì, chỉ có là đục cái là xong luôn. Giấy tờ là chỉ chuẩn sẵn hết rồi. Thôi bây giờ là em cũng thấy một phần khúc chất trị siêu phẩm thì em mời anh Long vào trong đấy để em đứng xe em hỏi đâu anh chỉ điểm lên đấy hoặc em gái xem. Chỉ điểm luôn. Rồi anh giới thiệu cho em đây là con xe gì đấy anh nhỉ? Đây con xe này là xe 67 nha. Xe 67 anh à? Sản xuất năm 1967 đấy phải anh Long? Sản xuất năm 1967 luôn. Xe này cũng là đứng top ở trong cửa hàng mình đấy. Đứng top trong cửa hàng này. Đó. Xe 67 này là đứng top đấy. Cái xe này theo em được biết là cái đồ món nó rất chỉ đắt phải không anh? Đúng rồi, đồ món nó rất là đắt. Nói chung là chỉ có những người hiểu chơi về 67 thì mới biết được cái giá trị đồ món. Còn những anh em mà không hiểu chơi thì đôi khi trên thị trường thì 67 mấy chục triệu cũng có. Ví dụ cũng có. Ví dụ như cái thùng xăng này đi, em thấy rất chỉ mới, có phải là anh đấy lén anh sơn lại phải không? Không, thùng xăng này là zin. Zin này. Có những vị khách bảo tháo thùng xăng này bán chú đi. Vậy 300 triệu mà người ta mua luôn. Vậy hả? Đó, vì thùng xăng quá mới. Nhưng mà anh chị em chú ý nhé, và kể cả em và anh Long chú ý, nãy em thấy anh đeo cái nhẫn biết là anh trung tình thật, nhưng mà sờ vào cái bình xăng em thấy lỡ mà xước cái chết luôn anh nhá. Cái ngón tay đấy là chết, em nói bậy rất nên là bậy. Ngày mai phải cất phải chùm áo mưa cho nó. Phải chơi áo mưa đúng không anh? Rồi còn cái dè trước thì sao anh nhỉ? Cái dè trước này nguyên zin luôn. Sơn sao anh? Sơn zin luôn. Theo năm tháng thì nó phải có chỗ sẩy. Chỗ sẩy nó mới là zin. Còn mới hết cái thì nó lại không zin nữa rồi. Đó. Như cái dè đó thì bây giờ tầm bao nhiêu tiền anh? Nếu cái dè trước này bây giờ mà mua được cái dè như này đẹp gắn lên chiếc xe này chắc cũng phải khoảng 140-170 triệu. 140-170 triệu. Đúng rồi, từ 140 đến 170 nó nằm ở cái giá tùy theo người thích. Nhưng mà em thấy có những cái dè hơn 200 anh. Thì có những cái dè mà nó xuất sắc hơn nó phải trên 200 triệu. Như cái này thì nó chỉ rơi vào tầm cửa 140 đến 170, tùy theo người mà đam mê theo nhiệt thuyết nữa. Anh chị ạ, thôi bây giờ em đi vào những cái món mà nó rất chi trung tâm như tai thỏ hay là cánh đèn đầu đèn đó thì thật sự là rất chi nhiều. Nhưng bây giờ nhá, như cái yên này là trong một trong những cái nó cũng rất chi là giá trị này. Yên này dễ bị lủng theo năm tháng, cái da mà anh da nó thời gian dễ hư. Anh có đặt một cái bọc da cho nó rồi đó. Này bọc lên có sợ bị hư đấy. Như cái yên này thì bây giờ tầm bao nhiêu tiền này? Cái yên này nếu như hôm anh mua cái yên này là 120. 120 triệu hả anh? Đúng rồi. Hôm anh mua cái yên này là 120 triệu. 120 triệu. Đây, để em quay gần cái yên cho anh chị xem nhá. Đó. Cái yên 120 triệu đấy anh chị. Anh nói biết ở tỉnh là bằng cả miếng đất anh ạ. Ở tỉnh á, nếu mà ở tỉnh là bằng cả miếng đất đấy. Cũng bằng chiếc xe hơi đấy. Xe hơi vừa vừa bây giờ cũng hơn 100 triệu nó có rồi. Dạ đúng rồi, xe hơi vừa vừa. Còn cái dè này thì sao anh nhỉ? Cái dè sau đấy thì khoảng 70. 70 của anh. Dè đấy là chưa xuất sắc lắm đâu. Dè này hình như em có hơn trăm cũng có. Hơn trăm cũng có. Dạ, hơn cho trăm. Nên là một chiếc xe mà giá trị tiền tỷ á, thì những món đồ nó toàn trên 100 triệu không à. Dạ. Đó. Còn như cái cà tê này thì sao anh? Cà tê với cái gắp thì sao anh? Bộ cà tê với gắp nó khoảng 150 triệu. 150 triệu đúng bộ cà tê này. Chị nhá, bộ cà tê này. Cà tê với gắp đấy nó khoảng 150 triệu đấy. Đấy. Bộ cà tê với gắp 150 triệu. Còn cái mình sườn thì tầm bao nhiêu tiền đấy anh nhỉ? Mình sườn á thì nó rất là khó cho người chơi. Nếu mà mình sườn mà zin đẹp, nước sơn zin như này á, người ta bán 4 món không phải cỡ 280, 300. À. Đó, là 4 món không có sườn mấy lốc, mấy biển số cà vẹt đấy. Dạ dạ. Mà như phải sườn zin đẹp như này nhá. Vâng. Khoảng 300 triệu mà. Nhưng mà em thấy hình như là những cái dòng xe này á là ngày xưa anh em á, bởi vì là cái thời gian khó lúc anh em chơi là anh em hay cắt tháp đồ sàng tháp phải không anh, rất là nhiều rồi. Nên thành ra là cái giá trị với những cái xe đó với những con này đôi khi nó cũng chênh nhau nhiều phải không anh? Đúng rồi, ví dụ bây giờ một chiếc xe mà người ta cắt số sườn số mãi, người ta sàng sang một cái sườn đẹp nước ngoài về thì giá trị nó khoảng 1,2 tỷ chiếc xe họ lắp xong. Nhưng mà để mà kiếm được một chiếc xe trên Việt Nam, gọi là trên đất Việt Nam sử dụng ấy, sườn zin mà số khung số máy zin không sàng tháp như này thì giá trị nó phải lên gấp đôi. Tại vì là xe Việt Nam đúng rồi, đâu đó phải tìm mấy 2 tỷ. Còn ví dụ mình đã qua phẫu thuật sườn từ nước ngoài về thì giá trị đã không có cao. Nhưng mà cái người mà người ta đam mê nhiệt huyết thì người ta vẫn mua bên nó về người ta làm. Nhưng mà chiếc xe này là sườn zin Việt Nam, số khung số máy zin Việt Nam đó, sử dụng tại Việt Nam. Theo em hỏi, theo anh nghĩ thôi, theo cái anh cảm nhận kinh nghiệm anh bao nhiêu năm nay thì coi như em là một người dân chưa biết về xe thì anh giải thích cho chúng em tại sao những con xe này đắt như vậy. Tại vì chiếc xe 67 á, là nó vào cái lòng người Việt Nam rồi. Ngày xưa là 67 nó đi vào huyền thoại. Đúng rồi, huyền thoại 67. Nó huyền thoại 67 rồi. Và những ngày xưa thì các bác để mà sở hữu được chiếc 67 thì không có đơn giản vì những năm 1967. Không có đơn giản mà 67 chỉ có sản xuất đưa về Việt Nam thôi, còn các nước châu Âu nó không có, chỉ có 66. À vậy hả? Đúng rồi. 67 đưa về Việt Nam. Và ngày xưa thì để mơ có một chiếc 67 rất là khó. Nên là bây giờ những vị khách mà lớn tuổi đã có kinh tế và con cái đầy đủ rồi, mọi thứ ổn định thì họ muốn nhớ lại ngày xưa thì sở hữu chiếc 67. Còn trên thị trường Việt Nam thì 67 rất là nhiều, 10 mấy triệu cũng có, 200 triệu cũng có, 1 tỷ cũng có. Giá đến 3 tỷ cũng có. Nên là nó theo cái phần khúc của cái người đam mê và người chơi và người hiểu thực sự về chiếc xe. Chứ còn ví dụ như là nhiều người họ chưa biết về 67, họ bảo phải đắt. Nhưng mà khi mà họ biết về rồi, họ bỏ tiền ra, họ đi mua từng con ốc đi, thì họ sẽ biết là để có một chiếc 67 như này thì giá trị nó rất là lớn. Tiền tỷ. Anh gọi là tiền tỷ đấy. Anh biết không, ở tỉnh nếu mà 2 tỷ là họ có thể mua được miếng đất 200-300 m² để họ xây cái nhà rất chỉ to. Nếu ở tỉnh, xây nhà 2 tỷ, mình chỉ có gọn để đặt ở trên cái bục này tí 2 tỷ vào. Đấy, trên cái bục này này, chiếc này là cũng 2 tỷ mấy rồi. Như cái xe này là xe gì đây anh nhỉ? Chiếc này ngày xưa nó gọi là CB50V. Nó là CB50V. Nhưng mà anh em bây giờ thường gọi nó là Dream 50 này. Đó, nhưng mà nguyên bản của nó theo bên Nhật mà sản xuất ra đóng thùng á, nó là CB50V. CB50V. Tên của nó là Dream 50. Sao cái xe này nó có kiểu dáng lại vậy anh? Cái này là sản xuất nhớ lại CB50 của thời xưa đấy. Đợt trước em có review một con xe Dream 50 này anh chị. Gọi Dream 50, gọi giấc mơ nửa vời đấy anh chị. Mơ mà được có một nửa, mơ gì mà mơ 50. Dream là giấc mơ, còn 50 thì 50 trên 100% là được có 50%, mà mơ mà nửa vời thì mơ làm gì hả anh chị. Đó, nên thành ra là em cứ đặt cái xe đấy là Dream 50 đấy anh chị ạ. Ok, thì đây thì anh Long, hình em nghe ở đâu người ta bảo anh hình như thôi nhá, em nghe thôi chứ còn em chả biết. Đôi khi thông tin đại chúng mình chả biết, rồi mình lên mình xác thực cái ý là anh có nhiều xe lắm, anh giấu ở đâu hay sao đấy phải không? Nói chung là bật mí này. Anh cũng là đam mê xe từ năm 99. Nên là anh cũng cứ siêu tầm, sở hữu dần. Nên là khoảng giữa tháng sau anh sẽ bật mí cho em một dàn xe. Khoảng 50 chiếc xe. Chuyên xe cổ thôi anh. Mà tất cả những chiếc xe là xe cổ. Và xe là xe dự đấy. Hàng cọp, hàng tuyến. Gần như là 50 chiếc xe ấy, dạ. Thì khoảng 2 năm chiếc xe này chưa đổ xăng. Vậy hả? Thế thì có đẳng cấp ở đây, hàng Việt Nam. Ok, anh Long đây là anh hứa với em nhưng mà em quay clip lên thì coi như là hứa với khán giả rồi đấy. Đúng rồi. Nên thành ra là anh chị nếu mà thấy clip hay thì nhớ like, subscribe, đăng ký kênh cho em. Còn nếu các anh chị mà muốn săn xe cọp gì á thì anh chị qua bên shop chỗ anh Long, đọc bát là Quang Trường. Các anh chị qua đây là em được gì cũng biết mà em thấy được ly cà phê đó. Các anh chị cứ bỏ thời gian qua đây, bát Quang Trường ở đây ly cà phê. Anh em qua trải nghiệm, tham khảo, có thể chạy thử luôn. Giao lưu, chạy thử được hả anh? Dạ. Có xe là tất cả là mình phải hợp pháp hết thì mình mới được chạy thử ra đường chứ anh nhỉ? Đúng rồi. Yên tâm, xe bên anh là đã kiểm tra kỹ lưỡng về tất cả. Thủ tục giấy tờ là hợp pháp hết. Để phục vụ những quý khách mà đam mê. Anh thì ý là cái giấy tờ xe cổ bên này nó hiện tại nó khó lắm mà anh. Thực ra là biết sao giấy tờ xe cổ là nó khó hơn là xe đời mới. Dạ. Tại vì những chiếc xe cổ có những chiếc xe nó nhập về từ năm 1960 mấy. Dạ. Đó, thủ tục hải quan ngày xưa thì viết tay. Dạ. Hồ sơ gốc thì chuyển quận nọ quận kia, dạ. Tỉnh nọ tỉnh kia. Dạ. Thất lạc. Dạ. Nên là có những chiếc xe mà đang đứng chính trục, dạ. Nhưng đến lúc sang tên sau ngày 15 tháng 8 này này, dạ. Thì nó phải xác minh hồ sơ gốc, dạ. Hải quan cũ ngày xưa, dạ. Mà cái hải quan cũ nó nạc mất rồi, dạ. Mặc dù là mình đứng chính chủ nhưng cũng không sang tên được cho người thứ hai. Tại vì cái hải quan đã nạc mất, nó không xác minh được. Đó, nên là thủ tục giấy tờ xe cổ bây giờ là khó khăn. Nên là những chiếc xe mà đã sở hữu ở bên Long rồi, đã hoàn thành thủ tục hồ sơ về đăng ký tên cửa hàng rồi, là yên tâm rồi, 100% là chuẩn hết rồi. Nếu mà còn hình thức, nếu ví dụ mà hữu duyên anh em qua mua đây thì hình thức giao dịch với bên mình như thế nào anh nhỉ? Hình thức giao dịch thì bên Long nhận cọc trước. 50%. 50%. Không ra bấm biển số đầy đủ thông tin, bấm biển số đăng ký, hoàn thành thì thanh toán nốt 50%. Bởi vì là anh Long có cửa hàng thì mọi người có gì cứ tới cửa hàng đó không anh? Đúng rồi. Đây anh Long là một trong những người mà buôn xe chuyên CD. Còn uy tín hay không thì đối với cá nhân bản thân em thôi, là một trong những người anh ở trong làng buôn xe cổ uy tín. Còn cái uy tín của anh ấy thì sẽ được đánh giá theo từng năm tháng. Anh em nếu có duyên, hữu duyên á, giao lưu với nhau thì đánh giá thêm. Còn đấy là đánh giá của cá nhân em thôi. Dạ, đến đây thì chắc em với anh Long xin chào khán giả rồi. Hẹn có những siêu phẩm sau anh em mình lại giao lưu. Rồi, chào hẹn gặp lại các anh chị trên kênh. Dạ, xin chào mọi người. Hữu duyên thì sẽ giao lưu được nhiều hơn. Rồi, dạ, ok anh Long nhá, chúc Long sức khỏe nhá. Dạ.